Tranh mosaic được tạo ra từ những mảnh ghép nhỏ, nhiều màu sắc, được lắp ghép kết nối với nhau nhằm thể hiện một chủ đề nhất định hoặc tạo ra một hình khối nào đó. Để làm tranh mosaic, có thể dùng nhiều chất liệu khác nhau như gốm, sứ, thủy tinh, đá tự nhiên, gỗ. Mỗi loại tranh mosaic làm từ các chất liệu khác nhau đều có ưu, nhược điểm riêng. Trong đó, thủy tinh và đá được sử dụng phổ biến hơn. Bên cạnh nguyên vật liệu chính hôm nay là những mảnh đá nhiều màu sắc, chúng ta cần chuẩn bị thêm khung tranh gỗ, kem cắt đá và keo sữa. Và ngày hôm nay thì với những nguyên liệu chính là những mảnh đá nhiều màu sắc đã được qua xử lý để làm tranh thì Nhật Linh sẽ làm nên một bức tranh mosaic giống như thế này đây. Và ngày bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo dõi các bước làm để làm tranh với mình nhé. Bước đầu tiên các bạn cần phác họa bức tranh mà mình muốn làm lên bề mặt gỗ của khung tranh. Với mình ngày hôm nay thì mình sẽ chọn hình ảnh một chú chim đang đậu trên một cành cây. Sau khi phác họa thì mình được bức tranh như thế này đây. Và bước tiếp theo thì mình sẽ chọn màu đá để gắn lên bức tranh. Và bức tranh của mình màu chủ đạo sẽ là màu xanh, màu cam và màu vàng. Sau khi chọn những màu sắc chủ đạo cho bức tranh, chúng ta hãy sử dụng kềm cắt đá để cắt nhỏ những mảnh đá thật ngẫu nhiên. Các bạn cũng nên kê một tấm vải thô phía dưới trong quá trình cắt để vụn đá không bị bay ra ngoài. Sau khi cắt những mảnh đá thì nó có vẻ là hơi sắc một chút và mình sẽ sử dụng cái nhíp này để gắn đá vào trong khung tranh và để cố định hơn thì mình sẽ sử dụng keo sữa. Bạn có thể thoải mái nghĩ ra những cách ghép, cách sắp xếp khác nhau, miễn sao bạn thấy phù hợp với tổng thể cả bức tranh nhé. Lưu ý khi gắn các mảnh đá với nhau, nếu khoảng cách rộng quá thì bức tranh trông sẽ hơi rời rạc. Còn nếu gắn các mảnh đá khít quá thì sẽ khó nhìn ra được cách sắp xếp và cái hay của mạch ghép. Bước cuối cùng thì chúng ta sẽ có thể là dùng bàn chải để cọ quá giúp bức tranh của chúng mình có thể bóng và đẹp hơn. Và đây là bức tranh của mình sau khi đã hoàn thành là hình ảnh một chú chim rất đáng yêu phải không nào? Mình cảm thấy rằng làm tranh mosaic không hề khó một chút nào. Quan trọng là các bạn phải tỉ mỉ và đặc biệt là kiên trì đến cùng. Mình chúc các bạn thành công với sản phẩm này nhé! Chất lượng nguyên liệu và kỹ thuật lắp ghép chính là hai yếu tố đóng vai trò quyết định đến vẻ đẹp độc đáo, khác biệt và giá trị nghệ thuật đặc sắc của tranh mosaic. Điểm nhấn ở mỗi bức tranh chính là những mảng màu lấp lánh, trong veo, mang theo sự sáng tạo riêng của mỗi cá nhân.